Ok, tính đến xin về. Chúc anh em bước sang năm mới gặp nhiều điều may mắn và nhận được nhiều tiền lì xì. Mà không biết dùng để làm gì thì hãy nạp ngay vào shop daobloodf.com. Giảm giá cho anh em tất cả các loại vòng quay lên tới 70%. Có cả sự kiện nạp 1 được 3 quay đầu hả ga. Tỷ lệ trúng kim cương cực cao chỉ có tại daobloodf.com. Ok, hello anh em. Thì nói chung là dù gì gần đây tin TikTok thì nó đang lùm xùm cái việc là như thế này nè anh em. Đường đường là một idol top top, nổi tiếng lên cũng toàn là nhờ drama. Bán thua sợ mất tiền, lá quyên lên lết. Ủa mà idol tao mày đang nói lại vậy? Còn ai khác ngoài Jenna. Ok, thì anh em cũng đã biết là Lisa và Sena và Đào và Lút là mình anh em, à thì cũng là đã từng là chơi chung anh em. Đấy thì Lisa là thằng em mình đấy, còn Sena là bạn của mình anh em ơi, quen biết qua mạng đấy. Nói chung là toàn anh em không anh em à. Đấy nhưng mà không hiểu sao một trong một trận đấu solo mà Lisa được top linh nhạc là được solo trận đấu với Sena để lấy một cái giải 5.000 kim cương đó anh em. Đấy thì tôi cũng coi trận đấu đó anh em à. Và TikTok thì Lisa nó có đăng là bắn được tới 5-0 anh em. Đấy thì Sena nó AFK. Đấy nó AFK thì nó lóc qua cái gì đấy không biết nữa anh em mà, nhưng mà lọt kèo lại luôn là 7 năm hay sao anh em à. Đấy nhưng mà trước những cái lúc mà trận đấu diễn ra thì Sena có inbox cho Lisa đấy như này nè anh em. Được rồi đi thôi. Là xin cái bản này anh em phải không? Xin cái bản iOS God anh em à. Đấy anh em mà dùng iPhone này cũng biết. Đấy thì cũng không tiện nói ra đó là cái gì anh em. Thì nhưng mà anh em mà chẳng lẽ không cho anh em, nên Lisa đã cho Sena anh em à. Nhưng mà trước khi trận đấu diễn ra thì đã cho rồi. Mà trận đấu này đang diễn ra thì lại một pha AFK nhưng mà lại lật kèo lại được anh em phải không? Lật kèo một phát quản mục luôn anh em, mà Lisa bất ngờ luôn anh em, biết là PC mà lúc đó là Sena bắn mobile gì quay, bắn mobile đâu bắn PC đâu anh em. Đấy thì nó rất là khó hiểu luôn anh em. Thì tôi cũng tôi thì đứng ở giữa anh em, không bên ai cả, nhưng mà việc ai đúng thì chúng ta sẽ là heo người đó thôi anh em. Đấy còn anh em mà kiểu mà bên anh đồ anh em thì cũng chịu luôn anh em à. Đấy thì bây giờ tôi sẽ mời Lisa vô trận đấu để nói rõ cái sự việc này như thế nào nha anh em. Ok anh em, trước khi vào clip thì thầy Đào sẽ lên sắp đào đó để chống cơ mình xử dừng mai luôn nha anh em ơi. Mình vừa nạp 100k, vừa khuyến mãi thêm là 200k, tổng cộng là 300k nha anh em. Nạp 100 nhận được 300.000 anh em mà, tiền khóa thì anh em hơi quay giữ thêm danh mục ở đây nha anh em. Nói chung là shop của thầy là anh em quay nói chung là hù hợp với tất cả học sinh sinh viên luôn anh em. Đấy chỉ còn 9k, chỉ có 9k anh em, túng hàng ngàn kim cương, hàng trăm ngàn kim cương cũng có nữa anh em à. Đấy anh em thấy 9k không? Đấy đã quay là tới người ta quay là tới tầm khoảng gần 600.000 người đã quay rồi anh em à. Đấy mình sẽ quay 9k nha anh em. 9k thì mình sẽ quay phép đầu tiên x3 đi anh em ơi. Phép đầu tiên x3 rồi sẽ quay 7 sao nha anh em. Đấy x3 luôn anh em ơi. Thì bây giờ thầy sẽ quay thử chỉ 100.000 chúng ta tính được bao nhiêu kim cương nha anh em. Đấy quay x3 thử anh em à. Nguyễn An rồi Tiên Bội Lực, cái kiểu người ta nhận được quá trời kim cương ở đây luôn anh em thấy không? Đấy người ta nhận được, ui nè anh em, nó chỉ với x3 thôi mà được 10.000 kim cương rồi anh em. 10.000 kim cương anh em, cùng ở đây thì anh em thấy là danh sách người ta nhận kim cương quá trời luôn anh em. Toàn ngõ hủ không anh em à. Đấy mình phải x7 luôn nha anh em. Đấy x3 là được tầm 10.000 kim cương anh em ơi. Ui x7 105.000 kim cương anh em. Nhưng mà vãi đạn anh em, chỉ với đâu đó khoảng gần 100.000 anh em ơi, còn dư 10.000 nữa anh em là được 100 mấy chục ngàn kim cương anh em. Mình sẽ quay những tiền khóa, tiền free này, tiền nhận thêm x3 hãy nạp anh em. Đấy mình sẽ mình sẽ quay vòng quay 14 ấy, mà vòng quay gì ta, máy sèn đi anh em, 21k đúng không, quay 200.000 quay mà có 200.000 anh em, quay phát x7 luôn đi anh em ơi. X7 luôn anh em, thử coi nó ra được bao nhiêu cho anh em. Bingo xuất sắc anh em à. X7 ui đậu xanh với tiền free x7 mình ra được tầm 20.000 kim cương anh em. Bây giờ sẽ rút vô kim cương ạc mình luôn nha anh em. Đấy rút kim cương ạc mình rút kim cương luôn. Đấy đâu rồi ta, mình rút kim cương ạc mình anh em à. Sẽ rút cho anh em xem luôn, kim cương nó giàu cực kỳ nhanh luôn nha anh em. Mình sẽ chọn có kim cương mới rút nè. Đấy mình sẽ chọn thực hiện nè. Đấy từ anh em à, tiếp tục nha anh em, rút tiếp anh em à, rút thoải mái luôn anh em, xung shop mình là rút thoải mái anh em. Đấy anh em ơi, tiếp tục anh em ơi. Đấy nhiều tiền rất là nhanh luôn anh em ạ. Một phát nữa là đấy, ok đã đủ kim cương rồi anh em, vô cực kỳ nhanh luôn anh em. Ok bây giờ mình sẽ vô mình phá kim cương luôn cho anh em xem nha. Mình sẽ quay, chắc mình nghĩ là mình có còn gì mình quay không ta. Còn quay may mắn là mình sẽ quay cái
Cái gân này mình nghĩ là ngon không ta, để coi coi. Phải khô máu luôn anh em ạ. Cơ mình sẽ quay nha anh em, quay thoải mái luôn anh em ạ. Hết kim cương thì mình cứ vô ặc mình rút thôi anh em. Thoải mái luôn anh em ơi. Đấy, hết kim cương cứ vô ặc mình rút thôi anh em. Hơi đen rồi anh em, vậy là cái số này hơi nhỏ rồi, hơi khấm lọ anh em, hơi khấm lọ, số này hơi khấm lọ anh em ơi, nghĩa là hơi khấm lọ anh em à, nghĩa là chưa ra luôn anh em ơi. Ok, một cục nữa là nó sẽ ra rồi anh em. Alo Lisa ơi, sao ạ? Nó trận đấu mày với Xena sao mày kể tao nghe coi. Thì hôm bữa tao bắn kiểu như 4-0 rồi đó, cái thanh niên nó sẽ thua, cái thanh niên ra lóc yêu ớt gót bắn tao. Mà sao mà biết nó xài cái đó? Thì đó tao cho nó mà tao không biết. Kiểu như đó trên mạng nó xe đầy á, cái tao lấy tao cho nó. Là mày cho nó xong mày có cài cho nó không? Có, nó hỏi tao tầm lum hết mà. Phải đạn thì chứ. Vì có một trận đấu danh dự mà nó cho lẽ nó xài ba. Thì nó sợ mắc kim cương mà, đợt trước nó bị mắc kim cương rồi, đợt này nó sợ kiểu vậy đó. Có 5.000 cương phải không? Đúng rồi, để trước nó mắc 5.000 cương, đợt này nó sợ kiểu như quan trọ á. Tao gian dẫn 4-0 rồi mà sắp win rồi, không biết. Má nó lạ luôn, tầm nào cũng vô đầu hết á. Là AK có mười mấy giây mà tầm nào cũng vô đầu hết. Ừ thì tao thấy mày đăng clip nó AK có mấy giây mà nó bắn gì đâu mà đường nào cũng vô đầu hết trơn, full nó mà. Ừ, nó bắn kiểu gì cũng vô đầu hết á. Trời thân nhiên nó thiệt luôn. Thì nói ra sợ mấy phần nhí táp thôi chứ. Bọn nó bỏ ca của nó thôi. Nó thiệt với mày luôn á, là tao cũng là bạn Xena, còn mày là con em tao, mày hiểu không? Tao cũng không phải là muốn binh mày hay gì đó, nhưng mà đã tao đến đứng chính giữa rồi mà ai đúng thì tao sẽ binh thôi. Đúng rồi, chứ mày nghĩ sao mà nó tầm nào tầm kế bên nó cũng như đầu rồi, mày hiểu rồi đấy. Mà ai quất thì đâu có bài hạt đâu. Mà nói thiệt với mày luôn á, tao thì nếu mà tao binh mày thì nói chung là không phải binh nữa, nhưng mà nói thì đúng thì tao sẽ theo thôi, mà quan trọng là sợ sau này chết ra thì nó không có xài nữa, thì nói chung là mình vô quan cho nó nữa, mày hiểu không? Mà nó có 100% mà, đã mày nghĩ sao bắn vậy không xài kế bên chứ đâu. Mà chắc mày nghĩ là đó nó bắn có được vậy đâu. Mà chắc cứu. Tự nhiên nó cài nó vô. Mà chắc cứu luôn á hả? Chắc cứu luôn, đã chắc cứu tao mới nói chứ không chắc cứu tao nói gì. Tao cho bọn Phan mới tát tao sao. Rồi nó không có đưa kim cương cho mày luôn hả? Ừ mà mày thua mà sao luôn. Thì đã nó sợ mắc kim cương nên nó không có dám bắn chai với tao đâu, nó kiểu như cái xe đồ mà. Rồi bây giờ mày có định hết đấu lại nó không? Thì dạ bố tao cũng tính lên kèo mộc mộc cho mày như thế này, tao cũng chắc tao rủ nó BK cái kiểu vô. Là BK tao tót nói chuyện luôn á hả? Đúng rồi, có gì tao kêu về thắng cáp luôn hay anh nào đó. Là BK là nói chung là solo lại mộc là solo luôn cái màn hình chơi game phải không? Đúng, nếu mà nó mà kiểu AFK như đúng không? Chai á thì có gì tao thua thì tao xin lỗi nó, ok. Chứ phải cáp đồng hoàng chứ. Đúng rồi, phải cáp ra, phải full màn hình mày mới biết được. Chấp màn các kiểu luôn. Kiểu như cho hai bên đều kiểu như vậy á. Mà tính ra nó cũng là thằng bạn tao mà tao phải chung là tao không phải tao binh mày làm gì, nhưng mà kiểu mà sự thật chưa rõ ràng, hiểu không? Đúng đúng. Tao mong trận đấu với mày với nó diễn ra lẹ lẹ để tao coi thử coi. Bây giờ thằng nào kiểu như mà nếu mà mày nó chết ra là xô màn gì nó mà bắn ăn mày hay là bình thường nó không xài gì hết là mày phải xin lỗi nó đàng hoàng đúng không? Ừ, nếu mà nó bắn bình thường mà tao solo thua nó thì tao xin lỗi nó. Mà bây giờ nếu mà tái đấu mà bây giờ tao không biết là nó bắn mobile là nó bắn PC nữa nè. Hình như chắc nó bắn PC á. Kiểu thế. Bắn PC là phải full mạng đúng không? Full mạng mới biết nó. Mà chết máy cái kiểu phải không? Cho nó an toàn đúng không? Đúng rồi, đúng rồi. Nhiều. Hôm qua tao có đăng clip TikTok thì nhiều thằng nó bảo tao kiểu như bú phim các kiểu. Mà tính thiệt mà luôn á, em bú làm cái gì không? Cái nói chung á, lần nào đúng thì mình kiểu như mà mình heo khoe nó thôi. Đúng rồi, bọn fan của nó đông quá. Chứ tự nhiên khi không tự nhiên tao chen vô chuyện mày với nó làm gì rồi để tao bị chửi đúng không?
Đúng. Thì tao cũng có bằng chứng nó xài mà. Bởi vậy tao mới khốn nó là. Mình mày chụp nguyên đoạn tin nhắn luôn mà phải không? Ừ, nó hỏi tao cách cài tùm lum mà tao có tao nhắn nó ráo mà. Vậy mà mấy bọn kia cũng chả tin. Kiểu như mấy cái fan đó, đậu xanh mà fan cứng quá nó vậy á. Đúng rồi. Thì ok, nếu mà trận đấu sắp tới mày với nó mà có solo thì tao sẽ kiểu như tao sẽ là tổng tài, tao quan sát trận đấu nguyên trận đấu luôn. Lại tao chết máy cái kẻ phụ luôn để tao coi cái chuyện này đúng sai nha. Thằng nào sai phải đứng ra xin lỗi đàng hoàng. Tao với nó chắc cũng lên kèo cũng căng lắm á. Kèo này căng. Tao chứ không có chơi mà kèo mỏm được, tao phải chơi kèo cho nó biết sợ chứ. Đúng rồi chứ. Bây giờ game nó thiệt mày luôn á, 10 thằng hết đậu xanh, 9 thằng nó dùng hỗ trợ rồi sao biết được. Đúng rồi, nó chơi vậy. Mà trong khi đó anh em tao nó cũng chơi thằng cũng được mấy tháng rồi mà nó làm vậy đó. À, mấy tao cặp mặt nó luôn rồi. Chuyện này thì tao đứng dưới giữa tao không biết làm sao nữa. Thằng nào cũng tao cũng mến, thằng nào tao cũng quý hết trơn á. Không mà nếu thằng nào mà kiểu mà sai thì phải đứng ra xin lỗi đàng hoàng một cách chân thật nhất nha. Kiểu như mà mình xin lỗi mình sai mình phải xin lỗi hết sức có thể luôn nha. Ờ mà chắc tao với nó chắc lên kèo mà thằng nào thua phải xin lỗi lên tới nhà xin lỗi luôn cho nó, kiểu như cho nó một lần duy nhất cho nó đáng chứ để nó làm lợi nữa, hiểu không? Để mai mốt nó chơi giải người ta cái nó xài ít gót chắc kiểu nữa. Đúng rồi, không phải làm cho nó sợ luôn, hiểu không? Thà mà làm một lần cho kiểu như nó minh bạch với lại nó sáng tỏ, đúng không? Đúng, cho nó sợ luôn, chứ để nó móc nó treo giải tao nó xài mấy cái đó là tại sao lá giải được của nó. Ừ. Nó treo bằng cái mỏm. Nói chung là chừng nào mà cái trận đấu diễn ra thì nói chung là tao sẽ vô tao quan sát, tao sẽ là trọng tài để tao biết ai đúng hay sai. Rồi ok ok, vậy phải chấp bàn phụ tao cái ok 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 anh em ơi. Và trận đấu của Lisa và Sena thì diễn ra tôi nghĩ là cũng không xa đâu anh em ơi, anh em hãy hóng những cái clip cũng như là những cái tình tiết tiếp theo nha anh em. Đấy thì ok, bây giờ clip đây là hết nha anh em. Nói chung á là mình không phải bình binh đâu anh em, mà tại vì ai đúng thì mình sẽ theo thôi anh em. Ok, bye bye anh em nha.